Thưa quý vị, truyền thông quốc tế tiếp tục có những bài phân tích kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Các bài báo đều khẳng định Việt Nam là minh chứng của mô hình phòng chống dịch bệnh hiệu quả trong điều kiện nguồn lực hạn chế nhưng có quyết tâm chính trị cao. Trang Thời báo Châu Á nhận định, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được sự hoan nghênh ở cả trong và ngoài nước khi có những quyết sách nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch để kiềm chế dịch COVID-19. Những biện pháp quyết liệt của Việt Nam đã truyền đi tinh thần quyết tâm với sự đồng lòng của cả nước. Còn một bài viết trên tạp chí Thời báo Kinh tế thì cho hay, cách ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam rất ấn tượng. Thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát COVID-19 phụ thuộc một phần vào việc huy động lực lượng quân đội, y tế, giám sát và mạng lưới cung cấp thông tin quốc gia. Thời báo Kinh tế cũng đề cập tới một cuộc khảo sát gần đây của hãng nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam cho thấy, phần lớn những người được hỏi đều có nhận thức cao về các triệu chứng của COVID-19. Nỗ lực của chính phủ để chiến đấu với COVID-19 đã nhận được sự ủng hộ của người dân, thể hiện qua các bài viết trên mạng xã hội nhằm cổ vũ các nhân viên y tế hay chia sẻ thông điệp tuyên truyền. Ở nhà là yêu nước, bài viết phản ánh. Trang mạng Dhaka Tribune của Bangladesh đăng tải bài viết cho rằng, trong khi nhiều nước trên thế giới vật lộn với virus SARS-CoV-2, thì Việt Nam có thể mang đến nhiều bài học quý giá về cách khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 250 ca mắc COVID-19 và chưa có trường hợp tử vong. Hiện đã có hơn 50% số bệnh nhân được chữa trị khỏi bệnh. Còn trang Liberation của Mỹ có bài viết nhận định, Việt Nam nổi lên là một trong những quốc gia điển hình về cách ứng phó chủ động với đại dịch COVID-19. Bài viết nêu rõ thành tích chống dịch của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới và Diễn đàn Kinh tế Thế giới ghi nhận về mô hình phòng chống dịch bệnh toàn diện chi phí thấp. Việt Nam đã nhanh chóng có các biện pháp phòng chống dịch từ sớm, lên phương án ngăn chặn dịch bệnh bùng phát ngay khi Trung Quốc ghi nhận các trường hợp mắc bệnh đầu tiên. Bài viết còn đề cập tinh thần hợp tác của người dân Việt Nam bắt nguồn từ một hệ thống xã hội, nhấn mạnh vào nỗ lực tập thể và sự thống nhất của các quyết sách.